Đây chính là chiếc áo thun mà mình nhận được. Và mặt sau là graphic design, thiết kế, idea từ những cái loại đèn của Nanline. Bây giờ mình sẽ mặc vô nhé. Trông cũng khá ổn đấy, mình mặc khá vừa. Cảm ơn Kingcom và Nanline đã tặng cho mình một món quà này. Còn đây là lá thư mình sẽ đọc cho mọi người. Bởi vì ở đây có một thông tin khá là hữu ích. Đó chính là ngày 24 tháng 1 vào lúc 13 giờ tại Grand Palace Cộng Hòa sẽ có một sự kiện gọi là Nanline Show 2024. Hôm đó sẽ có rất nhiều filmmaker, creator xuất hiện. Và đặc biệt là mình sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm mới nhất, chất lượng nhất của Nanline. Nanline là thương hiệu đèn mà Cọp Đinh đã quyết định chọn và sử dụng nhiều năm nay bởi vì chất lượng của nó cũng như là độ đẹp của thiết kế sản phẩm. Sự kiện này khá là lớn và tất nhiên hôm đó sẽ có khá là nhiều điều thú vị và Cọp Đinh rất là nóng lòng tham gia cái sự kiện này và hy vọng sẽ gặp mặt các bạn trong ngày hôm đó nhé. Ok, bye, hẹn gặp lại.